Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi gặp lại trong series Run City và xin chúc các bạn ngày thật tốt lành, tràn đầy vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và hẳn là các bạn đã xem video trong tập trước, chúng ta đã mở quả trứng Vampire trong Nick series chúng ta ra một chú rồng khá là quen thuộc, bởi vì chú rồng đó là chú rồng mà mình đã có rồi ở bên Nick series, là chú rồng Bio phải không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là những cái phần cuối cùng của chiến dịch X3. Chúng ta sẽ mở ở trong nick là chính của mình. Nói chung thì sự kiện ngon mà, chúng ta cày luôn nhiều nick các bạn. Đấy, thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ thu hoạch hết những khu vườn để cho chúng ta là thoáng đãng một chút xíu nha các bạn. Ok, nice. Rồi đó. Và ở trên chỗ này cũng rất là thoáng đãng luôn. Mình sẽ thu hết những cái lượng con xanh đó còn lại luôn các bạn. Thì sự kiện ta vẫn còn là tầm vài ngày, nhưng mà chúng ta thì rất là nhanh để mà hoàn thành trước thời hạn. Thực ra thì ở những nick trước thì mình đã hoàn thành xong lâu rồi, nhưng mà chúng ta đợi chung một thẻ với lại nick mới luôn các bạn, để làm 3 tập kết thúc luôn, kết thúc chiến dịch rồi nha các bạn. Rất là thành công rồi. Ok, dạ khóa cưa của mẹ em ạ. Rồi ok các bạn. Nói chung thì rồi đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chuyến phiêu lưu. Chúng ta mở ra những quả trứng các bạn, thì mình sẽ tiếp tục lại phân tích lại quả trứng này, nhưng mà sẽ phân tích một cách nhanh gọn thôi. Đây là chú rồng Grandy với skill đặc biệt là sẽ là một tấm gương, chúng ta sẽ có thể là sử dụng lại skill mà đối thủ vừa sử dụng. Rồi đây là Usurper thì có skill là một đòn đánh, và chúng ta sẽ được là đổi chỗ cho đồng minh kiểu như là đi núp các bạn. Đây là Hassa với skill đam cực to, nếu như là có thể là liên tục từ 3 tới 6 lần cái đòn đánh nó cứ dít lên các bạn. Đây là Sifu với skill mặc dù đam hơi bé nhưng mà có thể là Assatun. Đây là Bio, và Bio là chúng ta rất là quen thuộc rồi, skill random, một skill đặc biệt bất kỳ của Vampire. Đây là Avenger Vampire, và chúng ta có thể là tung ra một cái đòn đánh gây sát thương lên tất cả đối thủ, nhưng mà thương thì nhỏ thôi. Và Ragnar thì có thể là máu càng thấp đam càng cao. Đây là Wadafu thì chúng ta có thể là đam random vào một chiến binh bất kỳ bên kia, đa phần chiến binh dự bị. Rồi quả trứng này xin hãy mở ra. Thì tất nhiên trong quả trứng này chúng ta không có Rifle rồi, bởi vì bên nick chính của mình thì có Rifle nên chúng ta sẽ không sợ là trùng Vampire đâu. Nhưng nếu như được thì mình sẽ muốn là chúng ta mở ra một chú rồng Vampire nào đó mà nick chính, nick series và các nick nào đó chúng ta chưa có, nói chung là chưa có là quá ngon, chúng ta có thể là review ok hơn nha các bạn. Thì đây ta sẽ cùng mở ra. Nhưng mà chúng ta lại mở ra Bio thì chắc là một câu chuyện mà nó cũng khá là sinh động đó các bạn. Rồi mình sẽ chụp lại cái rương, nhưng mà cái rương nó nhảy quá các bạn. Đó, mình canh cái rương nhảy xong rồi mình sẽ chụp lại. Đấy, chúng ta sẽ cùng đoán nha. Giờ mình sẽ không dùng câu thần chú gì hết. Vừa nói câu thần chú là thấy xui quá. Giờ mình sẽ im lặng là vàng, rộn ràng là kim cương. Trời ơi các bạn, trời ơi mình đã làm gì sai? Trời ơi tại sao lại như vậy? Thì không hiểu sao mà chúng ta lại tiếp tục là mở ra một chú rồng Vampire mà nick chính của mình thì chưa có, nhưng nick series chúng ta đã có rồi. Đấy, vậy nó mới gọi là có cái gì đó mà nó phong phú các bạn. Tại sao lại như vậy? Hình như là mình cảm thấy là nhiều bạn ta đăng lên những chú rồng chúng ta mở ra toàn là hàng xịn sò không? Có lẽ nào là những cái giờ khắc phải nói là nhân phẩm các bạn. Rồi, ok. Thì sự thật vẫn là sự thật. Dù sao thì chắc chắn chúng ta sẽ mở ra một chú rồng Vampire mà nick chính chúng ta không có rồi. Nhưng chú rồng Grunt này chúng ta ở nick phụ chúng ta đã có rồi. Nick phụ mà nick series chúng ta đã có rồi. Thì thôi, chúng ta cũng sẽ chào mừng anh chàng này đến với lại quân đoàn bên nick chính. Thì để các bạn chúng ta có thêm một thông tin nữa, thì Grunt chính là chú rồng Vampire đầu tiên mà mình sở hữu nha các bạn. Nói chung là đầu tiên sở hữu bên nick series và đầu tiên cũng sở hữu trong hành trình của chúng ta luôn đó. Thì chú rồng thứ hai là chú rồng Rifle. Rifle thì ở bên đây. Thì bây giờ chúng ta có thể là cho Rifle và cho Ragnar
hai người song kiếm Hobbit các bạn. Ok, thực ra thì như thế này, nếu như mình lấy đây, mình lấy 200 orb này nha. Đó. Rồi trong sự kiện summon, đó, trong sự kiện summon, ví dụ giả sử nha các bạn. Rồi mình tìm đến những chú rồng legend nè, đó. Và mình kéo xuống, đó, mình kéo xuống, mình đang kéo xuống nè. Đó, mình kéo xuống. Và tiếp tục mình cũng kéo xuống tìm tới vị trí của những rồng đó mà có hiện lên màu xanh xanh các bạn. Màu xanh xanh. Rồi. Ủa? Không, à, không phải xanh xanh mà kiểu đỏ đỏ. Hiện lên vị trí của chú rồng màu đỏ đỏ. Chưa thấy chú rồng màu đỏ đỏ luôn bạn. Ui. Và chứng tỏ là ở bên nick này chúng ta là chưa có xem quảng cáo để lấy những chú rồng Vampire bình dân các bạn. Thì cũng đơn giản thôi. Nói chung là nick trong series chúng ta cũng có thôi. Nói chung là mình giả sử đó, chúng ta bập vào bang một cái. Rồi sau đó chúng ta chờ đợi tiếng không, mình qua nick series mình, mình Donta gọi là mình train một mảnh đầu tiên thì mình sẽ train Wadafu và tiếp theo mình sẽ train là Grudnod. Thì sau khi mà trong sự kiện summon đến, chỉ cần chúng ta summon hai chú rồng đó là chúng ta lại có được chú rồng Sinfu rồi. Các bạn thấy kế hoạch đơn giản chưa? Mà summon một chú rồng thì tầm 100, hai chú rồng thì 200, mà 200 đó ở đâu? Thì 200 đó ở đây mình mới thu hoạch xong nè. Bây giờ bây giờ chúng ta xem thử nha. Đó, 380 Orb Legend. Thấy chưa, các bạn thấy dư sức là chúng ta có rồng Vamir xịn sò để mà chúng ta gì đó không các bạn. Thì đó chỉ là tính toán thôi, chứ thực ra thì mình không có làm như vậy nha các bạn. Bởi vì nick chính chúng ta sắp sửa sẽ có một màn hy sinh trông thấy luôn. Nhưng mà là gì thì chúng ta sẽ đợi tới ngày đó chúng ta biết nha. Nói chung thì rất cảm kích vì nick chúng ta trong hành trình, trong series này đã thực sự trở thành một người gánh tem cực kỳ là đáng nhận được những cái sự tuyên dương vỗ tay mà CB đắc lực of the year các bạn. Rồi, ok, và mình cũng đã lấy xong là như vậy đó. Thì mình cũng đua lên là lớp 8 các bạn. Thì như các bạn đã biết là tại vì mình cũng đã nói rồi là nick chính của mình thì lâu ơi là lâu rồi chúng ta không có đua Harris. Thì giờ đua Harris lại thì chúng ta chỉ cần đơn giản thôi là có thể lên top 1 rồi. Còn giống như nick series chúng ta vậy, thì nick series chúng ta đua nhiều cuộc đua thì giờ cũng reset lại đối thủ khó rồi. Chứ còn ở bên đây chúng ta cứ bỏ hoài, chúng ta đâu có đua đâu. Nên giờ chúng ta đua một phát là chắc chắn là có giải thưởng nè. Còn top 1 nữa các bạn, thì mình sẽ nói lại các bạn là chúng ta chỉ cần trên lớp 5, nói chung là từ lớp 5 trở lên đó, các bạn thấy người này nè, người số 2 này nè, mà được top 1 thì sẽ nhận được là
lập nữa là ok. Đấy, trời ơi, hello bro. Lượng máu chúng ta lên cả là 310k luôn các bạn. Trời ơi, chiến quá vậy. Trời ơi, mạnh quá vậy. Trời ơi, một đấm mà chúng ta có thể là vượt lên xa là 100k luôn các bạn. Hồi nãy thấy 104 luôn mà. Đó, phải vậy chứ. 103 các bạn. Đây chú đồng này một đấm là bay màu các bạn. Trời ơi, 104, 103, 102, rồi tí nữa 101, rồi 100, rồi 99, rồi giảm xuống về 0 luôn các bạn. Đó, giờ là quyết đấu nè. Trời ơi, đơn giản easy. Đó, ôi sao mà giờ giảm xuống 92 rồi ta. Có tục canxi mà tục ghê dữ thần luôn các bạn. 96 nè, ok, nhưng mà vẫn quanh hết được. Trời ơi, gãi ngứa, gãi ngứa. Ủa, kỳ ghê các bạn, tự nhiên không lại có những cái pha mà nó tục canxi đấy, lạ lùng luôn. Nhưng không sao, một mình chỗ đồng này có thể là gánh team được. Đấy, trời ơi, chỗ đồng bên kia cấp 48. Trời luôn các bạn, trời ơi, mình cấp 70 mà gọi là gặp 48 mà nay thì còn gọi là chân lý gì được không các bạn. Đó, work luôn nè. Tất nhiên rồi, phải là hai phát. Mình có giáp luôn đó, mình là hàng real các bạn. Ok, 183 hơi yếu nha, phải là 200 mấy thì ok, ngon hơn. 106, trời ơi, mức sát thương này thật là hủy diệt. Lượng máu này thật là cao, lượng sát thương này thật là hủy diệt. Nói chung là ta nãy giờ đánh không ngán một ai đó các bạn. Trời ơi, đây là gọi là thời tới cản không kịp đấy mà. Trời ơi, ngại ngứa, ngại ngứa. Như là do chúng ta gọi là đánh sâu các bạn, nên những chú rồng mà mạnh mẽ kiểu như là mấy chú rồng 7 sao khác thì đi chơi hết trơn rồi. Nên giờ chỉ còn lại chúng ta thì dễ hiểu thôi. Đấy, cần hết luôn. Rồi thì như mình đã nói là đối với mỗi môi trường như là ở bên Boa thì chúng ta sẽ có là Gratus gánh team. Ở bên môi trường Primo thì ở bên Necessary các bạn, chúng ta sẽ có là thủ lĩnh clan 5 sao gánh team. Và giờ chúng ta đang tìm một chỗ rồng mà có hệ Legan sẽ gánh team ở trong môi trường Legan. Tạm thời thì ở bên Necessary chúng ta có là Cụ Vị Hồ Ly. Tuy nhiên Cụ Vị Hồ Ly chúng ta dường cảm thấy là sức mạnh vẫn chưa đủ trong thời đại mà người người nhà nhà toàn những chỗ rồng là cực mạnh không các bạn. Nên sắp tới chúng ta sẽ có một tuyển thủ để giúp chúng ta làm điều đó. Trời ơi, thắng quá vậy. Hết gãy ngứa rồi. Nhưng chúng ta gọi là có thể cân tức các bạn. Đấy, kể cả là mấy chú rồng kia cứ liên tục xối xả những skill mà khắc chế chúng ta vào mặt của chúng ta luôn. Nhưng chúng ta vẫn không hề là rung chuyển các bạn đó. Bây giờ bắt đầu là gặp kỳ phùng địch thủ rồi đó. Bên kia bắt đầu là xuất hiện Grantus level 70 năm sau. Thôi thôi thôi, chúng ta chỉ gãy tí xíu không. Cái là gì căng các bạn. Thôi các bạn, ta mà đánh thì thế nào hai bên cũng sẽ bị bầm dập và chúng ta thì sẽ thua thiệt hơn. Đấy, chưa kể là chúng ta có tiên nhân nè, trời ơi, 99, chúng ta cho là 100k máu đi. Ôi, đợt này 200, trời ơi, 65k luôn, ghê quá. Đấy, và chưa kể chúng ta có sứ giả bóng tối các bạn, đó thì chơi YOLO luôn nè. Đó, sao, thích gì, trời ơi, sao. Đó, trời ơi, cậy gì mà sợ các bạn. Sao mà toàn chiếm mạng vậy ta? Mình cũng chiếm mạng được mà. Cú đấm liên hoàn như là giống như trong võ sĩ các bạn. Võ sĩ mà trong những tựa game hồi xưa ta hay chơi á. Họ game đối kháng mà bắn trưởng. Nói chung là có nhiều nhân vật hách lắm các bạn. Trưởng rồi. Rồi mình bay màu giống như kiểu là cứ trưởng. Rồi thời gian cứ ngừng động lại rồi trưởng. Vậy ai chơi các bạn, không các bạn. Rồi có những cái skill cuối mà màn hình trắng xóa rồi đánh bùm. Xong cái cây máu ta không thấy người đâu mà thấy cây máu rút như là khô máu đó các bạn. Đó, thì video chúng ta đến đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Và còn ở nick mới lập nữa nha.